Thưa quý vị và các bạn có thể nói rằng Covid-19 đã gây sự ảnh hưởng sâu sắc và nặng nề trên mọi uh, diện trên uh, tất cả các lĩnh vực của đời sống và kể cả là đến với đời sống tinh thần, đặc biệt là đối với nhóm cư dân dễ bị tổn thương nhất. Và trong vài tháng trở lại đây thì Nhật Bản đã chứng kiến số người tự tử gia tăng trong khi những lo lắng về đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tác động mạnh đến tâm lý cũng như tình cảm của nhiều người. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Nhật Bản từ lâu đã nằm trong nhóm những nước phải đối mặt với tình trạng có số vụ tự tử nhiều nhất thế giới. Tuy nhiên, trong vòng 10 năm tính đến năm 2019, số vụ tự tử ở Nhật Bản đã giảm xuống khoảng 20.000 người vào năm ngoái, con số thấp nhất kể từ khi Bộ Y tế nước này bắt đầu lưu trữ dữ liệu vào năm 1978. Đại dịch COVID-19 dường như đã đảo ngược xu hướng trên. Số vụ tử vong trong 11 tháng đầu năm nay đã lên tới 19.225 người, gần bằng con số 20.169 người của cả năm 2019. Trong đó, đó đáng lo ngại là có thêm nhiều phụ nữ lựa chọn tự kết liễu cuộc đời mình. Theo dữ liệu của Cảnh sát Quốc gia, đến trong tháng 10 năm 2020, số phụ nữ tại Nhật Bản tự sát đã tăng 88,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ tự tử ở nữ cũng tăng do những yếu tố các bệnh về tinh thần, những khó khăn tài chánh và việc làm, trách nhiệm nuôi con và bạo lực gia đình. Một số chuyên gia cho rằng chính phủ Nhật Bản nên cân nhắc nới lỏng các điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội, giúp người dân khắc phục được những khó khăn do dịch bệnh gây ra.